Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn bình an, may mắn, phát tài, phát lộc. Quý anh chị và các bạn thân mến, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng Hợi không chỉ là một trong những con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người quý Hợi sinh năm 1983 không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn. Những người tuổi quý Hợi sinh năm 1983 rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng nhiều và vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Không chỉ vậy, họ luôn là người đem đến niềm vui tiếng cười cho mọi người xung quanh. Hôm nay, trong chuyên mục tử vi phương Đông năm 2021 của 12 con giáp ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình kênh Phong thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi quý Hợi sinh năm 1983 trong năm 2021 Tân Sửu này. Trong năm tới đây thì vận trình công danh, sự nghiệp và tài lộc của tuổi quý Hợi sinh năm 1983 sẽ ra sao? Mệnh chủ có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh và sự nghiệp của mình, để công suất này không gặp phải những khó khăn hay là trắc trở nào, sức khỏe và tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Và để nắm rõ được vận trình của mình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Tử vi năm 2021 của tuổi quý Hợi sinh năm 1983 dự báo bạn có may mắn về tài lộc, sự nghiệp là tốt, sẽ nhận được kết quả tốt và nhận được lời khen ngợi từ cấp trên. Vấn đề duy nhất là sẽ có những người đố kỵ xung quanh tạo ra rắc rối, sẽ có những thăng trầm giữa các cặp vợ chồng. Hãy cố gắng giải quyết những thăng trầm ngay lập tức. Đối với những người đang làm kinh doanh thì bạn phải quản lý việc làm tài chính và sử dụng tài chính sao cho phù hợp. Theo dõi tử vi năm 2021 của mệnh chủ tuổi quý Hợi 1983 thì trong năm nay không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo, lận đận. Năm Tân Sửu, Sửu Thổ lộ xuất thiên quan, Tân Kim lộ xuất chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho quý thủy, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được thái tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2021 để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp của mệnh chủ tuổi quý Hợi vào năm 1983. Về cơ bản thì mệnh chủ sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần chủ động tìm kiếm, nắm giữ thì mới có được lợi việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Đặc điểm trong năm Tân Sửu này là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng đãi ngộ tốt hơn. Song mệnh chủ cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra thì thái tuế là Tân Sửu, Thổ là quan, ấn tinh của mệnh chủ tuổi quý Hợi sinh năm 1983 tượng trưng cho sự giúp đỡ, hỗ trợ của trưởng bối với mệnh chủ, đồng thời cũng thể hiện sự lợi nhuận, thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn thái tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận, vậy nên tuổi quý Hợi 1983 cần sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc cho mệnh chủ tuổi quý Hợi 1983 vào năm 2021. Trong năm thì đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay chó để tránh những thương tích không đáng có. Dự đoán tử vi của tuổi quý Hợi sinh năm 1983 vào năm Tân Sửu.
năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, thổ thủy tương khắc, cho nên trong năm nay mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan đến thận. Những người hay phải đi xa hay làm nghề lái xe đường dài cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không nên cố gắng làm việc khi cơ thể mệt mỏi. Khi di chuyển cần phải chú ý an toàn giao thông. Những người làm nghề kinh doanh đầu tư thì cũng gặp phải nhiều trở ngại, chú ý tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cần phải suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất là nên duy trì những mối quan hệ lâu năm đáng tin tưởng. Tốt nhất tìm cách nâng cao hiệu quả làm việc. Trên phương diện tình cảm thì bản mệnh cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn. Người độc thân thì khó tìm được một người như ý, khó thành đôi thành cặp với người trong lòng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính đến chuyện kết hôn. Với những người đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra. Nếu không biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì dễ dẫn đến kết cục tan vỡ. Ngoài ra, sẽ có nhiều thách thức và cạnh tranh, cũng có cơ hội để cải thiện và mở rộng kinh doanh. Người làm kinh doanh thì nên chú ý xử lý các vấn đề về thuế, công nghiệp, thương mại để tránh rắc rối. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi và bát bảo tâm kinh, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để thâu thu tài lộc và may mắn. Nam mệnh 39 tuổi, thủy diệu chiếu mệnh, có nhiều niềm vui, còn có thể phát triển sự nghiệp riêng. Nữ mệnh 39 tuổi, mộc đức chiếu mệnh, đề phòng gặp nạn mất máu, hôn nhân dễ bất hòa, gia đình bất an. Năm 2021 có thể là một năm tốt cho mệnh chủ 1983. Xu hướng tăng tổng thể trong cuộc sống sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thăng trầm của năm. Về sức khỏe, chế độ ăn uống vẫn là một vấn đề và phải chú ý chế độ ăn uống lành mạnh. Trong khía cạnh của tình yêu và các mối quan hệ tình cảm, những cuộc cãi vã tranh chấp gây ra bởi những bất đồng đơn giản có thể ảnh hưởng đến tình yêu của mình. Vì vậy, hãy cố gắng bình tĩnh, may mắn cho sự nghiệp sẽ gắn liền với tài lộc của bạn. Một cách quản lý tài chính hợp lý sẽ giúp bạn phát triển sự nghiệp và tìm kiếm một luồng gió phát triển khác. Sự nghiệp của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 vào năm Tân Sửu. Năm nay, về mặt sự nghiệp, mệnh chủ tuổi Quý Hợi 1983 dễ dàng gặp được sự trợ giúp của người có chuyên môn, giúp mở rộng tầm nhìn, xác định rõ ràng mục tiêu phương hướng, khiến cho họ có được quyền lãnh đạo trên công việc công tác. Cùng với đó thì sự nghiệp, công việc học tập của mệnh chủ tuổi Quý Hợi 1983 được phát triển mạnh, những cố gắng trong năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp phát triển đồng thời cũng có nghĩa là áp lực luôn đi theo, bởi vì cái gọi là tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm, đôi khi sẽ gặp phải những khó khăn. Nhưng bạn hãy yên tâm một điều, đó chính là quý nhân luôn luôn có bên cạnh bạn, giúp bạn vượt qua hết những khó khăn sóng gió. Tuy mệnh chủ phải xử lý công việc thêm nhiều nữa, nhưng không được chủ quan về mặt tổng quan, phải quản lý chi tiết nhất có thể để mọi việc tiến hành thuận lợi, hanh thông. Việc học tập tốt, gặp được thầy giỏi, hiệu suất học tập được nâng cao. Đối với tuổi Quý Hợi 1983 vào năm Tân Sửu thì hoàn toàn là năm thích hợp nhất để quản lý đầu tư, quản lý tài chính. Với điều kiện, bạn phải lên kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Nếu đầu tư một cách mù quáng, không làm gì thì tốt nhất sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục. Miễn là bạn không hành động liều lĩnh, bạn sẽ gặp may mắn về tài lộc. Đừng nghe những lời vu khống của người thân và bạn bè, hãy làm theo cách của mình cho là đúng. Những phương hướng đầu tư phải thận trọng và bí mật, tránh chạy theo xu hướng, nếu không bạn sẽ bị thua lỗ. Cơ hội đến nhiều nhưng nếu không biết nắm bắt sẽ vụt mất. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, muốn được quý nhân tương trợ cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi. Khi được quý thần tương trợ, công việc hanh thông, thị phi và tiểu nhân lại lén sau lưng không còn, từ đó lộc tài vượng tiến, may mắn trọn đời.
Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 vào năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý trong tháng Nhâm Thìn. Dương lịch từ ngày 12 tháng 5 cho tới ngày 11 tháng 6, tức là từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá. Những thị phi không đâu ập tới, cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh dài sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 không nên tiến hành công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tài lộc của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 vào năm Tân Sửu. Thái tuế lưu niên cùng mệnh chủ tuổi Quý Hợi sẽ có mối quan hệ tương sinh, sức lực tăng mạnh, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 có cơ hội làm quen với những người có trình độ chuyên môn nổi tiếng, có uy quyền, có khả năng xuất hiện mối quan hệ hợp tác thực chất, tăng thêm cơ hội có lợi nhuận, mang đến một khoản thu nhập không tồi. Với sự chỉ dẫn của quý nhân, mệnh chủ tuổi Quý Hợi 1983 vẫn có thể đạt được thu nhập ngoài công việc chính, ví dụ như kinh doanh nghề phụ, kiêm chức cũng sẽ đạt được không ít thêm thu nhập. Lại được quan tài tinh bảo hộ là một sao tượng trưng cho sự giàu có, quyền vị, danh tiếng, văn võ song toàn, tài hỷ song vượng, thông tuệ văn học. Vì có rất nhiều sự giúp đỡ như vậy nên tuổi Quý Hợi 1983 năm nay về phương diện tài vận sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đây là một năm có tài vận chính ổn định, làm càng nhiều càng được nhiều. Nếu mệnh chủ chịu khó bỏ công sức ra thì chắc chắn sẽ có được thành quả ngoài mong đợi của mình. Tài vận khá, hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối, một chút bất cẩn cũng dẫn đến phá sản, kẻ xấu giẫm đạp đầu tư thua lỗ. Năm 2021, may mắn trong sự nghiệp có liên quan mật thiết đến tài lộc. Nếu tuổi Quý Hợi thành công trong đầu tư và quản lý tài chính sự nghiệp, bạn sẽ phát triển rất nhiều. Đặc biệt, nếu tự làm chủ, số tiền đủ dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp bạn. Còn nếu như bạn là một nhân viên, sẽ là một sự lựa chọn tốt sử dụng tiền để tìm kiếm làm giớ thứ hai. Để công việc được hanh thông và tập trung tư tưởng, những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 cần sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là hai pháp khí hàng đầu giúp kích hoạt tài lộc và may mắn cho tuổi Quý Hợi 1983. Về tình duyên của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 vào năm Tân Sửu. Ở khía cạnh tình yêu và các mối quan hệ tình cảm, năm 2021 có thể là một thách thức và rắc rối lớn đối với tuổi Quý Hợi của 1983 vì bạn có thể cãi nhau rất nhiều về vấn đề tình cảm. Từ đầu năm cho đến cuối năm, bất kỳ vấn đề nào cũng có thể dẫn đến cãi vã và mất tình cảm. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là thảo luận, trao đổi với người bạn đời sau khi cân nhắc bình tĩnh và tránh hành động thúc đẩy mâu thuẫn hoặc bám vào quan điểm bảo thủ của chính bạn khi có mâu thuẫn. Những mệnh chủ đã kết hôn có khả năng do sự nghiệp vượng quá mức chuyên tâm phát triển sự nghiệp mà chảnh mảng với gia đình và nửa còn lại, khiến cho đối phương trong lòng có bất mãn, làm cho tình cảm rạn nứt. Kiến nghị nên cân đối tốt giữa công việc với gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nửa còn lại. Sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 vào năm Tân Sửu. Bởi gặp sát tinh và là tang môn địa tang, đối với sự bình an thì bị hao tổn do sát diệu nhập mệnh tương đối lớn. Mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 cần đề phòng tai nạn ngoài ý muốn gây tổn hại thân thể, mọi chuyện nên cẩn thận một chút. Cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình và người thân già yếu trong nhà, đặc biệt là ở phương diện về gan, túi mật. Năm nay, bất luận là người lái xe hay là người công tác bên ngoài, đều phải giữ vững tinh thần tuyệt đối, không được đi đến nơi nguy hiểm và hẻo lánh. Cần chú ý an toàn giao thông, tránh đi làm khuya để đề phòng lơ là chủ quan, mang đến tai nạn ngoài ý muốn. Vấn đề sức khỏe gây ra bởi chế độ ăn uống sẽ là vấn đề phổ biến nhất. Ở giai đoạn này của tuổi trung niên, tình trạng thể chất của bạn tồi tệ hơn nhiều so với trước đây. Nếu không chú ý đến chế độ ăn uống, sức khỏe của bạn sẽ trở nên tồi tệ. Cần giữ sức khỏe tốt nếu muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Nếu bạn là một nhân viên văn phòng ngồi máy tính trong thời gian dài thì không thể để vấn đề sức khỏe của mình không được kiểm soát.
Để công việc được hanh thông, có được sức khỏe, tài lộc, may mắn, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Quý Hợi Nam Mạng. Sao Thủy Diệu chiếu mạng. Thủy Diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là đối với nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lờ tiếng thị phi đàm tiếu. Sao Thủy Diệu giống sao Thổ Tú, kỵ vào tháng 4 và tháng 8. Những người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh thường kỵ và khá giống như là sao Thổ Tú. Đối với nam giới thì việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới, nữ thì chủ ý khỏi dính vào thị phi. Mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 Nam Mạng, năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh thì chủ về sức khỏe, người gặp hạn này dễ gặp vấn đề sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi mà ăn uống, khi đau ốm, cần phải chữa trị kịp thời. Phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai thì cũng dễ bị ngộ độc, nếu trèo cao hoặc cố với lấy những đồ trên cao dễ bị té ngã. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu tuổi Quý Hợi 1983 nữ mạng, sao Mộc Đức chiếu mạng. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm, việc làm ăn phát đạt thuận lợi, vì thế dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện hanh thông. Đặc biệt là vào tháng 10 và tháng 12 sẽ rất tốt bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên thì nam giới hay bị đau mắt, còn nữ giới bị hay đau máu huyết. Mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 Nam Mạng, năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra thì người hạp cạn tam kheo cũng cần phải đề phòng những chấn thương ngoại khoa như là chân tay, xương khớp. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Những người sinh năm 1983 thì tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, cụ thể là đại hải thủy, tức nước biển lớn. Sách viết Nhâm Tuất và Quý Hợi thủy, quan đới ở Tuất, lâm quan tại Hợi. Lực lượng hùng hậu, Hợi như dòng sông lớn nên được gọi bằng đại hải thủy. Nước đại hải thủy tế thượng cao, diện tích quảng khoát, lực mạnh xung kích nên dù là người làm thiện hay ác cũng đều vô cùng dữ dội, hoặc sẽ là anh hùng cái thế, hoặc sẽ là gian hùng của thời đại. Đại hải thủy thâu tóm trăm sông về một dòng chảy, bao quát cả ánh sáng nhật nguyệt. Nước đại hải thủy có cả dòng sông trong họ đục, Quý Hợi toàn thủy nên nếu mệnh là bậc chính nhân thì dù ai cũng bao dung đại lượng. Ngược lại, nếu bản mệnh tầm thường thì tâm địa hẹp hòi, lấy oán trả ơn. Quý Hợi là thủy chính vị, thủy cực vượng, chảy lan tràn không bờ bến, nên những người này có tâm chất khó hiểu, thiện ác không rõ rệt, muốn đề phòng cũng khó. Nếu những người Quý Hợi có sao mệnh làm chính trị là người giỏi ứng phó với những biến động lúc lâm nguy. Nam giới tuổi Quý Hợi có cuộc đời nhiều đau thương về tuổi nhỏ, từ năm 30 tuổi trở đi cuộc sống bắt đầu bớt lo lắng và buồn khổ. Bắt đầu từ năm 36 tuổi trở đi, cuộc đời có đầy đủ các yếu tố và trở nên sung túc. Từ năm 40 tuổi trở đi, cuộc sống của bạn vững bền, có sung sướng nhưng tâm trí hay phải lo nghĩ. Từ năm 44 tuổi trở đi, cuộc sống mới có kết quả bảo đảm. Tuổi Quý Hợi có tuổi thọ trung bình từ 58 cho đến 78 tuổi là mức tối đa. Nếu làm nhiều điều phúc sẽ được tăng tuổi thọ, làm nhiều điều ác sẽ bị giảm tuổi thọ. Phần gia đạo của bạn thì luôn khó khăn, tuy nhiên nhờ vào tâm trí sáng suốt mà gia đạo được sống trong vui tươi, con đường công danh chỉ ở mức trung đường bình mà thôi. Phần tiền bạc của bạn được thuận lợi từ năm 36 tuổi trở đi. Từ 20 cho đến 25 tuổi, bước vào đời đã gặp may mắn về vấn đề tình duyên, tuy nhiên đó chỉ là một mối tình thoáng qua, rồi sẽ không đi đến đâu. 21 tuổi vượng phát về tài lộc, 22 tuổi kỵ mùa hạ, kỵ lửa, 23 tuổi kỵ đi xa, nhất là kỵ hùn hợp làm ăn, 24 tuổi coi chừng tai nạn về nghề nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 4 cho đến cuối tháng 9 âm lịch, năm 25 tuổi sẽ có nhiều hoạch tài bất ngờ. Từ 26 cho đến 30 tuổi, suốt 3 năm liền, 26, 27 và 28 tuổi gặp được rất nhiều dịp may mắn, làm ăn phát đạt, tình cảm dồi dào, muốn gì được nấy.
Tuy nhiên thì bạn hãy coi chừng, trong thời gian này có một người đàn bà tìm cách hại bạn hoặc quyến rũ bạn vào con đường bất chính. Năm 29 tuổi và 30 tuổi, ở trạng thái bình thường, coi chừng cuối năm 30 tuổi có thể bị đau bệnh bất ngờ. Từ 31 cho đến 35 tuổi, trong khoảng thời gian này, thế nào cũng sẽ có một trận đau nặng, thập tử nhất dinh. Đây là những năm xấu nhất về bổn mạng của bạn, tuy nhiên tài lộc vẫn không đến nỗi sút kém cho lắm. Từ 36 cho đến 40 tuổi, sau một thời gian ở trong trạng thái không được tốt mấy, đây là những năm cần phải hạn nhất trong đời bạn, nên lợi dụng khoảng thời gian này để xây dựng sự nghiệp của mình, vì trong những năm này làm gì cũng đều thành công. Từ 41 đến 43 tuổi, mấy năm này bạn sống trong sự an nhàn, giàu có, hưởng thụ. Đây là những năm sung sướng nhất trong đời, không phải lo nghĩ hoặc là buồn rầu chuyện gì cả. Từ 44 cho đến 50 tuổi, năm 44 tuổi khá tốt, làm ăn phát đạt, toan tính việc gì cũng có thể làm được và cả thu hoạch nhiều tài lộc đáng kể. Năm 45 tuổi kỵ vào tháng 3, tháng 5, ngoài ra những tháng khác làm ăn được tốt. 46 tuổi khá tốt đẹp vào những tháng 8 và 12, nên cẩn thận vào tháng 9. 47 và 48, 2 năm không có gì xảy ra quan trọng, cuộc sống, công việc, làm ăn chỉ ở mức trung đôi bình mà thôi. Năm 49 và 50, 2 năm được tốt. Năm 49 kỵ tháng 4, năm 50 tuổi kỵ tháng 7, ngoài những tháng khác trung bình. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này tuổi Quý Hợi được tốt, chỉ trừ cẩn thận về bản thân. Ngoài ra thì không có việc gì quan trọng trong cuộc đời, con cái có cơ hội phát triển công danh. Từ 56 đến 60, khoảng thời gian này không được tốt lắm về đường tài lộc, tình cảm, chỉ có thể có sự êm ấm trong gia đình, sự nghiệp mà thôi. Số tuổi này có thể có nhiều hy vọng về con cái, làm nên nhiều hơn cả sự nghiệp của mình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.